Thưa quý vị và các bạn, tối 23 tháng 6 tại Sân Quần, trung tâm thị xã Sapa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và Liên đoàn Yoga Việt Nam tổ chức liên hoan yoga. Tới dự có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngài Prayanis Verma, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam, cùng thành viên Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh và thị xã Sapa. Liên hoan yoga là sự kết hợp giữa các tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc, hơi thở, văn hóa đồng bào các dân tộc Lào Cai cùng các phần trình diễn yoga, múa truyền thống của Ấn Độ do các ca sĩ, diễn viên tỉnh Lào Cai, các câu lạc bộ yoga và nghệ sĩ Ấn Độ biểu diễn. Qua đó giúp khán giả hiểu thêm về nét văn hóa tiêu biểu của Việt Nam, Ấn Độ cũng như những điều kỳ diệu của bộ môn yoga đối với sức khỏe con người. Liên hoan yoga nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga, thể hiện tình đoàn kết hữu nghị của hai nước Việt Nam Ấn Độ, chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Ấn Độ, đồng thời làm lan tỏa một di sản văn hóa, niềm tự hào của đất nước Ấn Độ. Sự kiện này cũng đánh dấu bước tiến trong việc hình thành sản phẩm du lịch mới, du lịch phục hồi sức khỏe tại Sapa thời gian tới.